Bây giờ mình không biết nói thì sao? Bên nào là lên? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nói. À Tuấn ơi. Tuấn ơi. À phí phục vụ cho rượu này là 400 ngàn. Tập trung vào chuyên môn. Tập trung nha. 1, 2, 3. Cái này nè. Thì giờ thì cái lúc mình á có tổ chức cái từ thiện tiếp sức đến trường đó, thì thật sự ra thì làm cái chương trình này là mình đại diện như cái lúc có 16 làng, nhưng mà bây giờ thì tình hình cũng khá là khả quan, thì Ngọc thấy là Ngọc đặc biệt là cảm ơn các bạn rất là nhiều, mà trong đó thì có ba bạn là Ngọc rất là cảm kích. Chịu khó để mà giúp cái chương trình này, nhất nhất là Sĩ Lời Vàng ha, rồi anh Tuấn và Phụng nữa. Ba người này thật sự là rất là cảm ơn rất là nhiều. Bữa sau mời nhậu á. Bây giờ là chỉ biết nói vậy thôi. Rồi, vô ra. Lấy nó không tính chất gì vậy. Rồi, nó đi. Nhưng mà... Rồi.